Chào quý ông bà và anh chị em, hẹn gặp lại năm sau tới giáo xứ Thurston để dùng phở gây quỹ cho tòa nhà giáo lý Đức Tin. Và chúng ta rất là cảm ơn chị chủ tịch cũng như là tất cả các ban các những thiện nguyện viên trong ban ẩm thực của giáo xứ. Và đây là của nãy giờ cầm ngược hả? Dạ. Xin chúc quý ông bà và anh chị em trong tháng mừng côi đại tràng ơn Chúa và luôn có mẹ Maria cầu thay nguyện giúp. Amen. Alleluia. Cảm ơn cha. Tiếp. Sao có tô có hai ăn phở mà chưa có phở hả? Phở ngon không cô? Dạ, cái chưa được ăn phở ngon. Ghế đầu nó gọn hơn. Dạ đúng rồi. Có biết ăn phở không? Biết, trời ơi. Thấy chuyên nghiệp không? Chào quý ông bà và anh chị em, hẹn gặp lại năm sau tới giáo xứ Thurston để dùng phở gây quỹ cho tòa nhà giáo lý Đức Tin. Và chúng ta rất là cảm ơn chị chủ tịch cũng như là tất cả các ban các những thiện nguyện viên trong ban ẩm thực của giáo xứ. Và đây là của nãy giờ cầm ngược hả? Dạ. Xin chúc quý ông bà và anh chị em trong tháng mừng côi đại tràng ơn Chúa và luôn có mẹ Maria cầu thay nguyện giúp. Amen. Alleluia. Cảm ơn cha. Chưa có phở hả? Dạ anh Phong. Phở ngon anh.
Very, very good. Number one. Ngày mai trở lại không? Mai trở lại. Ai cũng ăn. Không biết bún tô nói chuyện cũng đặt ai cũng được. Hiểu luôn cô Tiên. Phở ngon không cô Tiên? Phở ngon anh Tịnh. Eat again. Good. Yeah. Chồng cô giáo cho một thời gian. $7,269. Chúng ta cảm tạ Chúa, cảm tạ nhau, một tràng pháo tay.